Trân trọng kính chào quý vị đã quay lại với kênh Việt US 1040. Đây là chương trình Kinh Thế Giới của kênh được thực hiện vào ngày 8 tháng 7 năm 2020. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị những tin tức thế giới nóng bỏng như sau. Thứ nhất, cập nhật tình hình COVID-19 toàn cầu tính đến ngày 8 tháng 7 2020. Thứ hai, Mỹ khởi động tiến trình rút khỏi WHO. Bản tin thứ ba, Ấn Độ rà soát lại khoảng 50 dự án đầu tư của Trung Quốc. Bản tin thứ tư, Mỹ thưởng 1,6 tỷ đô cho vaccine COVID-19 tiềm năng của công ty có tên là Novavax. Bản tin thứ năm, nguy cơ xung đột tăng cao giữa Nhật và Trung Quốc. Bản tin thứ sáu, Trung Quốc tơi tả trong mưa lũ. Bản tin thứ bảy, COVID-19 có khả năng gây biến chứng thần kinh nghiêm trọng. Sau đây là chi tiết các cái bản tin. Cập nhật tình hình COVID-19 toàn cầu tính đến ngày 8 tháng 7 năm 2020. Tính đến 6 giờ sáng ngày 8 tháng 7, theo trang Worldometer đã ghi nhận toàn cầu có 11.937.388 người nhiễm bệnh COVID-19, trong đó có 545.505 trường hợp tử vong và 6.837.928 trường hợp bình phục. Sau 3 ngày ghi nhận số ca nhiễm mới giảm nhẹ ở mức dưới 195.000, ngày 7 tháng 7 toàn cầu lại ghi nhận số người mắc bệnh COVID-19 tăng cao trở lại với 203.357 trường hợp trong 24 giờ qua. Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 với 3.093.772 ca nhiễm và 133.858 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, số ca mắc mới ở Mỹ được ghi nhận là 52.130. Đây là ngày thứ 14 liên tiếp Mỹ ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày ở mức trên 40.000. Số ca mắc mới gia tăng mạnh tại 39 bang của Mỹ trong những ngày qua, trong đó có 16 bang ghi nhận những ngày cao điểm nhất kể từ khi bùng dịch đã dẫn đến tình trạng quá tải tại một số bệnh viện. Bất chấp tình hình COVID-19 xấu đi, các quan chức Nhà Trắng cho biết nền kinh tế Mỹ vốn đang lao đao do tác động của lệnh phong tỏa toàn quốc áp đặt vào tháng 3 và tháng 4 vừa qua sẽ không đóng cửa trở lại. Brazil ghi nhận số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới với 48.584 trường hợp nhiễm mới được ghi nhận trong 24 giờ qua, nâng tổng số người mắc COVID-19 lên tới 1.674.655 trường hợp, trong đó có 66.868 trường hợp tử vong. Ngày 7 tháng 7, Tổng thống Bolsonaro của Brazil xác nhận dương tính với COVID-19 sau khi ông có những triệu chứng mắc bệnh như sốt cao và đã tiến hành xét nghiệm lần thứ tư. Tại châu Âu, thống kê của AFP cho thấy hơn 200.000 người đã tử vong do COVID-19 tại khu vực này. Anh và Ý là hai quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong khu vực với số ca tử vong lần lượt là 44.236 ca và 34.869 ca. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm tại lục địa này đã lên tới 2.751.606 ca. Tại Trung Quốc, nước này có thêm 8 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 7 tháng 7. Tính đến nay, Trung Quốc có tổng cộng 83.565 ca nhiễm, trong đó có 4.634 ca tử vong và 78.528 bệnh nhân được chữa khỏi. Đối với Ấn Độ, đây là vùng dịch lớn thứ ba thế giới, tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm COVID mới ở mức trên 20.000, lên tới 23.135 trường hợp trong 24 giờ qua, nâng tổng số người mắc bệnh lên tới 743.481 trường hợp và 20.653 ca tử vong. Trong bối cảnh nước này đang xúc tiến nới lỏng các biện pháp phong tỏa phòng dịch để nối lại nền kinh tế, nối lại các hoạt động của nền kinh tế, Ấn Độ đã mở 4 bệnh viện dã chiến mới tại thủ đô Mumbai do số ca tử vong ở khu vực này chiếm tới 1/4 trong tổng số 20.100 ca tử vong trên toàn quốc và các bệnh viện trong thành phố đang trong tình trạng quá tải. Tại Iran, giới chức y tế thông báo có thêm 200 ca tử vong vào ngày 24 giờ qua.
Đây là số ca tử vong trong ngày cao nhất kể từ dịch bùng phát tại quốc gia Trung Đông này vào tháng 2. Nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại nước này lên 11.931 ca. Trong khi đó, số ca nhiễm mới ở Iran vẫn tăng mạnh với 3.392 trường hợp được ghi nhận trong 24 giờ qua, nâng tổng số người mắc bệnh lên 217.108 trường hợp. Tại Indo, số ca nhiễm mới COVID-19 nhiễm vẫn ở mức độ cao trên 1.000. Trong 24 giờ qua, Indo ghi nhận 1.268 ca mới, nâng tổng số người mắc bệnh lên 66.226 trường hợp, trong đó có 3.309 ca đã tử vong. Tại Phi Lục Tân, chính phủ đã dỡ bỏ các hạn chế đi lại nước ngoài với người dân theo quy định mới. Những người ra nước ngoài bằng thị thực du lịch cần phải nộp vé khứ hồi, có bảo hiểm y tế du lịch phù hợp để trang trải chi phí đặt vé và lưu trú trong trường hợp họ bị mắc kẹt ở nước ngoài. Theo thống kê, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 1.540 ca mắc COVID-19, nâng tổng số người mắc bệnh lên 47.873 trường hợp, trong đó có 1.309 ca tử vong. Bản tin thứ hai, Mỹ khởi động tiến trình rút khỏi WHO. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7 tháng 7 cho biết, sau những đe dọa hoãn khoản tài trợ 400 triệu đô hàng năm của Mỹ cho WHO và thông báo rút khỏi tổ chức này, chính quyền ông Trump ngày 6 tháng 7 đã gửi thông báo chính thức tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về việc rút khỏi WHO của Mỹ. Theo giới quan sát, thì dựa vào các điều kiện đặt ra khi Mỹ gia nhập WHO năm 1948, nước này có một năm để hoàn tất thủ tục rút khỏi cũng như để thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác. Điều này có nghĩa là đến ngày 6 tháng 7, 2021, Mỹ sẽ chính thức không còn là thành viên của WHO nữa, theo hãng tin AFP. Đã có những phản ứng khác nhau từ động thái này. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ là ông Joe Biden tuyên bố sẽ bảo đảm nước Mỹ vẫn là thành viên của tổ chức y tế này nếu ông giành được chiến thắng và trở thành chủ nhân mới của Nhà Trắng. Trong khi đó, những người ủng hộ sức khỏe cộng đồng đã bày tỏ sự phẫn nộ về quyết định rút khỏi WHO vào thời điểm này. Riêng giám đốc của WHO đã phản ứng với thông tin trên chỉ bằng một chữ trên Twitter là Together, tạm dịch là cùng nhau, trong khi dẫn một đường link về một thảo luận của các chuyên gia y tế Mỹ về việc rút khỏi WHO có thể ảnh hưởng như thế nào tới khả năng chống đại dịch trong tương lai. Việc làm này là hậu quả tất yếu của việc chính quyền ông Trump đã nhiều lần chỉ trích WHO cáo buộc tổ chức này phớt lờ những dấu hiệu ban đầu về dịch COVID-19 lây từ người sang người ở Trung Quốc, bao gồm những cảnh báo của Đài Loan vì áp lực của Bắc Kinh. Bản tin thứ ba, Ấn Độ rà xét lại khoảng 50 dự án của Trung Quốc. Trong bối cảnh tình hình biên giới Trung Ấn căng thẳng, chính phủ Ấn Độ đang xem xét lại 50 dự án đầu tư liên quan đến các công ty Trung Quốc theo chính sách thẩm định mới. Theo các quy định mới được Ấn Độ công bố vào tháng 4 năm nay, tất cả các khoản đầu tư của các thực thể ở các nước láng giềng dù mới hay bổ sung đều cần có sự chấp thuận của chính phủ Ấn Độ. Các quy tắc đầu tư mới này được cho là nhằm mục đích kiềm chế các vụ mua lại mang tính chất cơ hội trong đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, giới quản lý cấp cao trong ngành nói kể từ khi xảy ra xung đột giữa hai nước ở biên giới tranh chấp hồi tháng trước dẫn đến cái chết của 20 binh sĩ Ấn Độ. Mối quan hệ giữa hai nước ngày càng xấu đi và có thể làm trì hoãn thêm việc phê duyệt các dự án đầu tư. Được biết rằng Trung Quốc là khách hàng lớn nhất trong các số nhà đầu tư, quy định mới này đã chịu sự chỉ trích từ các nhà đầu tư Trung Quốc và chính quyền Bắc Kinh. Họ cho rằng chính sách này mang tính phân biệt đối xử. Tương trước, Ấn Độ đã cấm 59 ứng dụng di động, hầu hết trong số đó là của Trung Quốc, bao gồm cả TikTok và WeChat. Đây là hành động cứng rắn nhất của Ấn Độ đối với Trung Quốc kể từ khi bùng nổ cuộc khủng hoảng biên giới hồi tháng trước. Động thái này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch mở rộng các công ty lớn của Trung Quốc ở Ấn Độ. Không biết những động thái này có tác dụng gì hay không mà Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc là Vương Nghị tối 5 tháng 7 đã gọi điện thoại cho Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ là Ajit Doval để đạt sự đồng thuận tích cực trong việc giảm bớt tình hình căng thẳng ở biên giới giữa hai nước. Hai bên đã nhất trí tiếp tục đối thoại và tham vấn, đồng thời nhấn mạnh sự đồng thuận đạt được tại cuộc đàm phán cấp cao quân đoàn lực lượng phòng thủ biên giới hai nước cần được thực hiện càng sớm càng tốt.
và sớm hoàn thành quá trình cách ly tiếp xúc giữa lực lượng tiền tuyến hai bên. Một số nguồn tin chính phủ Ấn Độ chỉ ra rằng Trung Quốc bắt đầu rút quân khỏi khu vực biên giới tranh chấp giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào thứ Hai ngày 6 tháng 7. Bản tin đặc biệt thứ tư, Mỹ thưởng tới 1.6 tỷ đô cho vaccine COVID-19 tiềm năng của công ty Novavax. Đây là một tin khá nóng bỏng. Và đây có thể là phần thưởng lớn nhất từ trước tới nay từ dự án Operation Rapid, một chương trình của Nhà Trắng nhằm mục đích tăng quyền tiếp cận của người dân tới các loại vaccine và phương pháp điều trị nhằm chống lại virus corona chủng mới gây ra bệnh COVID-19 đã được trao cho công ty Novavax với số tiền lên tới 1.6 tỷ đô vì thực hiện xét nghiệm và chế tạo thành công thương mại hóa một chủng vaccine tiềm năng chống COVID-19 ở nước Mỹ với mục tiêu sản xuất 100 triệu liều trong tháng 1 năm 2021. Khoản tiền thưởng này còn giúp trang trải chi phí thực hiện các cuộc thí nghiệm giai đoạn 3, giai đoạn cuối trong thử nghiệm vaccine COVID-19 trên người, có thể bắt đầu trong tháng 10 năm nay. Có lẽ đây là phần thưởng lớn nhất từ trước đến nay của dự án này, một chương trình Nhà Trắng nhằm mục đích tăng quyền tiếp cận người dân đối với các loại vaccine. Tháng 5 vừa qua, công ty này đã nhận thêm nguồn vốn 338 triệu đô để phát triển vaccine COVID-19 từ Liên minh Đổi mới Sáng tạo để đối phó với đại dịch, và trước đó trong tháng 3 còn nhận 4 triệu đô. Trong tháng 6, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng thưởng cho công ty này 60 triệu đô để hỗ trợ sản xuất 10 triệu liều vaccine trong năm 2020. Được biết, công ty này đang trong quá trình chuyển giao công nghệ vaccine cho một nhà thầu sản xuất có sở hữu hai cơ sở lớn. CEO công ty này cho hay, ngoài ra công ty có tên là Emergent Biosolution cũng đang sản xuất những liều vaccine đầu tiên của họ để thử nghiệm giai đoạn đầu và giai đoạn 2. Tới đầu năm nay, công ty này kỳ vọng có thể sản xuất được 50 triệu liều vaccine trên tháng ở nước Mỹ. Quy mô sản xuất như vậy rất lớn và sẽ được thực hiện ở một số cơ sở sản xuất trên lãnh thổ nước Mỹ. Bản tin thứ 5, nguy cơ xung đột tăng cao giữa Nhật và Trung Quốc. Theo thông tin mà lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản công bố, các tàu của Trung Quốc đã đi vào khu vực của quần đảo Senkaku mà Nhật kiểm soát, còn gọi là đảo Điếu Ngư ở Trung Quốc, chỉ khoảng 4 km vượt quá mức giới hạn 12 hải lý được quốc tế công nhận và thuộc chủ quyền của một quốc gia. Tokyo đã liên tiếp trao công hàm phản đối Bắc Kinh về sự hiện diện của các tàu Trung Quốc trong khu vực này. Được biết, cả Tokyo và Bắc Kinh đều tuyên bố chủ quyền với chủ đảo không người nêu trên, nhưng Nhật Bản đã quản lý chúng từ năm 1972. Căng thẳng trên nhóm đảo Senkaku Điếu Ngư cách thủ đô Kyoto khoảng 1.900 km về phía Tây Nam đã kéo dài suốt nhiều năm. Và với các tuyên bố chủ quyền từ hàng trăm năm về trước, cả Nhật Bản và Trung Quốc khó có thể nhượng bộ nhau. Tuy nhiên, căng thẳng xung quanh chuỗi đảo này đã tăng nhiệt vào tháng trước sau khi Hội đồng thành phố Okinawa thông qua một dự luật thay đổi hiện trạng quản lý của nhóm đảo này. Cuộc bỏ phiếu trong đó cho rằng Senkaku Điếu Ngư là một phần lãnh thổ của Nhật Bản là lập tức gặp phải sự phản ứng quyết liệt từ Bắc Kinh. Các tàu của Trung Quốc giờ đã lưu lại 84 ngày trên vùng biển xung quanh Senkaku và Điếu Ngư. Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã có một số hành động gây quan ngại. Trong một số cuộc họp báo ở trong tháng trước, khi được hỏi liệu có mối quan hệ nào giữa việc Trung Quốc tăng cường hoạt động tại các quần đảo tranh chấp với các cuộc đối đầu quân sự Trung Ấn ở Himalaya hay không, thì Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản là Taro Kono đã nói rằng toàn khu vực cần phải nỗ lực hơn trong việc đánh giá về ý đồ của Trung Quốc. Trung Quốc đang cố gắng thay đổi hiện trạng ở biên giới với Ấn Độ, ở Hồng Kông, ở biển Hoa Đông, biển Đông. Vì vậy, rất dễ nhìn ra sự liên kết giữa các vấn đề này. Ông Kono nói việc Trung Quốc tăng cường các hoạt động quân sự trong thời qua ra là như vậy. Bản tin thứ 6 đặc biệt là Trung Quốc tơi tả trong mưa lũ. Tối 7 tháng 7, Đài Khí tượng Trung Quốc đã phát cảnh báo mưa to màu cam. Những ngày trước, trung tâm này phát các cảnh báo màu xanh trong khoảng thời gian dài rồi chuyển sang màu vàng trong những ngày gần đây, khi mưa lớn tấn công Trung Quốc kể từ tháng 6. Đây là cảnh báo mưa to màu cam lần đầu tiên mà Đài Khí tượng Trung Quốc phát trong năm nay. Trung tâm này khuyên các chính quyền địa phương cắt các nguồn điện, dừng các hoạt động ngoài trời, những nơi có thể cho là nguy hiểm.
Tại tỉnh An Huy, nước lũ đã tấn công nhà cửa, sàn sườn xá, nhấn chìm xe cộ. Một huyện tại tỉnh này hôm nay đã phải hoãn các cuộc thi ngữ văn và toán trong kỳ thi đầu vào đại học sau khi chịu cảnh mưa lũ nghiêm trọng nhất kể từ năm 1969 tới nay. Có bản tin từ một cây cầu cổ ở Hoàng Quy đã bị sập trong sự tiếc nối của mọi người. Cầu Trấn Hải được xây dựng dưới triều đại nhà Minh từ 1368 đến 1644. Cây cầu này còn được biết dưới cái tên là cầu Lão Đại, nằm ở khu vực giao ba con sông là Tân An, Xuất Thủy và Hoành Giang. Theo lời kể của nhân chứng, khoảng 10 giờ sáng ngày 7 tháng 7, nước lũ trên sông chảy rất mạnh, phần thân cầu đã bị đứt đoạn và sau đó gần như cây cầu đã bị sập để nhường đường cho lũ lụt. Ngày 6 tháng 7, thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hà Hồ Bắc đã tăng phản ứng khẩn cấp nhằm phòng chống lũ từ cấp 3 lên cấp 2. Theo hãng tin Tân Hoa Xã là như vậy, Vũ Hán chính là nơi khởi phát dịch COVID-19, vốn chịu thiệt hại nặng nề cho đại dịch, nay lại bị mưa lũ tấn công. Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng tại Vũ Hán trong 2 ngày qua với lượng mưa vượt mức 250mm từ đầu ngày 5 tháng 7 tới đầu ngày 6 tháng 7. Tại khu vực nhà ga Âu Long Tuyền thuộc huyện Giang Hạ, lượng mưa đạt tới 393.6mm. Bản tin thứ 7, COVID-19 gây biến chứng thần kinh nghiêm trọng. Nhóm nghiên cứu tại Đại học Cao đẳng London, Anh mô tả 43 trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 chịu tổn thương não tạm thời, đột quỵ, tổn thương thần kinh, dẫn tới các tổn thương não nghiêm trọng khác. Nhóm nghiên cứu nói thêm rằng các nghiên cứu khoa học gần đây cũng đã phát hiện COVID-19 có thể gây tổn thương cho não bộ con người. Từ đó, các nhà khoa học Anh ngày 8 tháng 7 cảnh báo có bằng chứng mới cho thấy COVID-19 có thể dẫn đến một số biến chứng thần kinh quan trọng, bao gồm viêm não, loạn tâm thần và mê sảng. Giới khoa học lo ngại liệu con người sẽ phải chứng kiến một trận dịch tổn thương não quy mô lớn có liên quan đến đại dịch COVID-19 hay không. Có lẽ tương tự với sự bùng nổ bệnh viêm não Lichogica thập niên 1920-1930 sau ảnh hưởng của đại dịch cúm năm 1918. Theo các chuyên gia, cần phải có dữ liệu toàn cầu cũng như các nghiên cứu chi tiết và vi mô để có thể hiểu rõ hơn về các biến chứng tâm thần và thần kinh phổ biến như thế trong đại dịch COVID-19. Các bác sĩ nhấn mạnh những ảnh hưởng thần kinh có thể xảy ra, do vậy chẩn đoán bệnh sớm để giúp cải thiện tình trạng của bệnh nhân là điều rất quan trọng. Kính thưa quý vị, bản tin cuối cùng về cái COVID-19 có khả năng gây biến chứng thần kinh nghiêm trọng, gây tổn thương thần kinh nghiêm trọng đã kết thúc chương trình Tin Thế Giới của chúng tôi. Kênh Việt US1040 xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Nếu quý vị thấy các video chúng tôi là hữu ích, xin mời quý vị đăng ký like, share. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe quý vị rất nhiều.